đang theo dõi cảnh báo dịch hại. Bản tin được phát sóng định kỳ vào lúc 6 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Thưa bà con, hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 2023, dẫn nguồn từ Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, hiện toàn vùng đang tập trung canh tác vụ thu đông 2023 với hơn 174.321 ha lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh và 185.322 ha lúa trong giai đoạn đồng trổ đang phải đối diện với hai đối tượng dịch hại đang bùng phát mạnh là bệnh đạo ôn và bạc lá, gây hại trên các trà lúa giai đoạn này. Do hiện nay thời tiết tiếp tục có mưa trên diện rộng, ẩm độ cao sẽ là điều kiện thuận lợi cho nấm, vi khuẩn gây bệnh phát sinh và phát triển, gây hại đồng thời có khả năng lây lan và có thể bùng phát thành dịch bệnh trên diện rộng. Bản tin kỳ này sẽ gửi đến bà con giải pháp quản lý hiệu quả hai đối tượng đạo ôn và bạc lá lúa của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông thông qua sản phẩm Robin Plus 400SC và Antiguan 200SC. Còn bây giờ mời bà con cập nhật tình hình dịch hại tuần qua. Theo ghi nhận từ Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, tuần qua toàn vùng có hơn 30.982 ha lúa bị các đối tượng sinh vật tấn công, cụ thể như sau. Rầy nâu, diện tích nhiễm rầy nâu là 466 ha, tăng 24 ha so với tuần trước. Mật số rầy nâu trên đồng phổ biến từ 750 đến 1.500 con trên 1 mét vuông. Các tỉnh có diện tích nhiễm rầy nâu như Sóc Trăng, Hậu Giang. Rầy nâu trên đồng tuổi 3 đến 5 xuất hiện với mật số phổ biến từ 750 đến 1.000 con trên 1 mét vuông trên trà lúa giai đoạn đồng trổ. Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam khuyến cáo bà con cần theo dõi sát diễn biến của rầy trên đồng để có biện pháp quản lý đối tượng này có hiệu quả. Bệnh lem lép hạt. Toàn vùng ghi nhận 4.381 ha lúa bị nhiễm bệnh, tăng 48 ha so với tuần trước, với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 đến 15%. Bệnh xuất hiện ở các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu. Ốc bưu vàng. Diện tích nhiễm ốc bưu vàng là 4.512 ha, mật số phổ biến trên đồng từ 3 đến 5 con trên 1 mét vuông. Các tỉnh có diện tích nhiễm ốc bưu vàng như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh. Sâu cuốn lá nhỏ. Diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ toàn vùng là 1.954 ha, mật số sâu phổ biến từ 10 đến 25 con trên 1 mét vuông. Sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện phổ biến tại các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Trà Vinh và Hậu Giang. Chuột. Diện tích nhiễm chuột toàn vùng ghi nhận 4.047 ha với tỷ lệ hại phổ biến từ 5 đến 8%. Chuột xuất hiện gây hại tại các tỉnh Bạc Liêu, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang. Mặt khác, bà con cần đặc biệt lưu ý đến hai đối tượng đạo ôn và bạc lá hiện đang gây hại nặng trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến trổ, cụ thể như sau. Bệnh đạo ôn. Bệnh đạo ôn lá, toàn vùng có 6.564 ha lúa bị nhiễm bệnh, tăng 1.842 ha so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 đến 15%, phân bố chủ yếu ở các tỉnh như Trà Vinh, An Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long. Bệnh đạo ôn cổ bông. Toàn vùng có 1.899 ha bị nhiễm bệnh, tăng 49 ha so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh từ 5 đến 8%, bệnh xuất hiện ở các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Đồng Tháp. Bệnh bạc lá. Diện tích nhiễm bệnh toàn vùng ghi nhận 6.630 ha, tăng 1.351 ha so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 đến 15%, có nơi cao hơn 20% với diện tích 26 ha. Bệnh xuất hiện gây hại tại Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang và Cần Thơ. Ngoài ra còn có bọ trĩ 149 ha, vàng lá chín sớm 278 ha, sâu đục thân 102 ha xuất hiện gây hại với tỷ lệ và mật số không cao. Thưa bà con, Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam dự báo từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10, bà con cần nâng cao cảnh giác và hết sức đề phòng hai đối tượng dịch hại đang gây hại nặng tại nhiều vùng là bệnh đạo ôn và bạc lá. Do vậy, ngoài việc thăm đồng thường xuyên, theo dõi sát diễn biến bệnh thì bà con cần tuân thủ phương pháp 4 đúng trong việc phòng trị bệnh, trong đó đặc biệt chú ý đến việc lựa chọn đúng thuốc đặc trị. Cụ thể, bệnh đạo ôn hại lúa là dịch hại gây nguy hiểm cho cây lúa, gây ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng. Nếu không được phát hiện và phòng trị kịp thời, bệnh đạo ôn lúa có thể dẫn đến mất trắng năng suất, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho bà con. Bệnh đạo ôn gây hại ở trên lá, cổ bông, vé lúa, bệnh hại từ giai đoạn đẻ nhánh đến trổ. Bệnh trên lá lúa, thông thường vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ có màu xanh hoặc hơi nâu, sau chuyển sang màu xám nhạt. Bệnh nặng thì các vết bệnh phát triển, nối liền nhau, tạo thành mảng lớn hình thù không cố định và làm cho toàn bộ phiến lá bị cháy khô. Bệnh trên cổ bông, cổ vé và trên hạt.
Các vị trí khác nhau trên bông lúa đều có thể bị bệnh với các vết bệnh màu nâu xám hơi teo thắt lại. Vết bệnh trên cổ bông xuất hiện sớm, làm hạt bị lép lửng, bông lúa bị bạc trắng. Nếu vết bệnh xuất hiện trễ khi hạt đã vào chắc thì xảy ra hiện tượng gãy cổ bông, làm hạt lúa rơi rụng nhiều khi thu hoạch. Để quản lý đào ôm lá, đào ôm cổ bông hiệu quả, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông giới thiệu đến bà con sản phẩm Trobin Plus 400SC. Với sự phối trộn cực hoàn hảo giữa hai hoạt chất azoxystrobin và phenoxynin giúp ức chế sự lây nhiễm và chống phát sinh bào tử nấm. Trobin Plus 400SC là hỗn hợp thuốc trừ bệnh phổ rộng, có tác động tiếp xúc và lưu dẫn mạnh, có thể di chuyển đến khắp các bộ phận của cây, chặn đứng nguồn bệnh, mang lại hiệu quả rất cao ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây. Giúp vết bệnh khô nhanh và dưỡng xanh bộ lá đồng, khi sử dụng không cần phải cộng thêm với các thuốc trừ bệnh nấm bệnh nào khác. Trong khi đó, bệnh bạc lá gây hại chủ yếu trên các giống lúa có chất lượng cao, bản lá to, mỏng và có khả năng hại lúa ở tất cả giai đoạn sinh trưởng và các bộ phận của cây. Khi cây lúa bị bệnh sẽ làm cho lá đồng sớm tàn khô xác, giảm quang hợp, tăng lượng hạt lép, dẫn đến giảm năng suất lúa, thiệt hại kinh tế cho nhà nông. Đặc biệt giai đoạn đồng trổ, chính làm giảm năng suất lúa có thể từ 25 đến 50%, thậm chí mất trắng. Để quản lý hiệu quả đối tượng gây hại này, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông giới thiệu đến bà con giải pháp hoàn hảo cho phòng trừ vi khuẩn bạc lá Antiguan 200SC. Antiguan 200SC là sản phẩm phòng trừ bệnh bạc lá, cháy bìa lá hại lúa. Thuốc trừ bệnh thế hệ mới phổ rộng, có tác động thấm sâu và lưu dẫn mạnh, làm khô nhanh vết bệnh. Ngoài việc phòng trừ hiệu quả cao đối với bệnh do vi khuẩn gây ra, thì thuốc còn phóng thích ra các nguyên tố kẽm giúp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển mạnh. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại cảnh báo dịch hại kỳ này. Bản tin được phát sóng định kỳ vào lúc 6 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Mọi thắc mắc liên quan đến các đối tượng dịch hại cần kỹ sư tư vấn giải đáp, bà con hãy bình luận trực tiếp vào bên dưới video. Mến chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin kỳ sau. Phú Nông mang đến sự khác biệt.